Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10 các bạn. Chào bạn Diễm. Hôm nay mình và bạn Diễm đang đi ngang đây thì phát hiện ra một cái tiệm bún riêu cua, canh bún Ngọc Hường này các bạn này. Thì đặc biệt là cái tủ này có những cái cục bún riêu các bạn, gọi là cục riêu cua đúng không bạn Diễm? Nó to như thế này này, nhìn rất là chất lượng luôn và đông khách nữa, rồi sáng sủa sạch sẽ, nên là mình và bạn Diễm quyết định là ghé vào xin vào để review, và rất là may là cô chủ đồng ý. Các bạn biết sao Diễm nói rất là nhiều lần, Diễm rất là thích ăn món bún, đặc biệt là bún riêu và bún bò đó. Chính xác. Và hôm nay mình đi qua cái tiệm này thì mới bằng cái cảm nhận ban đầu các bạn nhìn ấy, thì mình đã thấy thích rồi. Bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng đi vào để xem là cái tiệm bún riêu cua canh bún này có gì đặc biệt nhé. Mà địa chỉ ở đây là 286 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3. Thì bên này là quận 3 này, nhưng mà phía bên này lại là quận 10. Đấy, các bạn thấy ghi chữ quận 10 đâu. Thì đây là đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Để mình bây giờ mình đi lại các bạn. Phía bên trong nhà thì có phòng máy lạnh luôn, nhưng mà mình thích ngồi ngoài này hơn các bạn ạ. Đây, để mình lại mình gặp cô. Có nhiều cô. Tiệm nhà mình bán ở đây lâu chưa cô? Hai mấy năm rồi. Vậy mà con đi qua đây nhiều lắm mà hôm nay mới phát hiện nha, hơi bị tiếc. Mình bán từ mấy giờ vậy cô? Nguyên ngày sáng. Nguyên ngày. Sáng rồi đó, 12 giờ đêm. Dạ. Có hai món chính, bún riêu cua và canh bún là cô. Dạ, đây là cái nồi nước lèo này các bạn này. Một tô như vậy là bao nhiêu vậy cô? À, tô bình thường là 28. Cua chả là 33. 33. À, sườn là 38, giờ 38 đặc biệt 43. Đặc biệt 43. Vậy là giá cũng rất là hợp lý các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi lại bên kia để mình quay cho các bạn xem. Rất là chất lượng luôn. Đầu tiên các bạn nhìn này, rau giá của cô rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Nhìn cái cọng giá là thấy ngon rồi. Này, rau trục xanh quá ha. Đó. Đây là cái tủ mà mình nhìn mà mình thấy thích luôn các bạn này. Đây này, cục riêu cua rất là to luôn. Bên này là sườn, rồi bên này là giò heo, rồi chả. Ở đây có mấy cái bàn ngồi ở ngoài luôn. Đó, xíu nữa mình sẽ ngồi cái bàn này, đợi anh chị ăn xong nữa các bạn ạ. Đây, ở đây đây là bún riêu cua này, bún riêu cua giò heo này, riêu cua sườn này. Ở đây mình có các cái đồ thêm như là sườn heo, giò heo, da heo, huyết. Đây, đây cô làm này. Một tô này là bao nhiêu đây cô? 43 nha, đặc biệt. 43 tô đặc biệt. Xíu nữa cô cho con hai tô đặc biệt cho con. Ở đây mình có da heo không cô? Da heo hết rồi. À, tiếc quá, con thích ăn da heo lắm. Đây. Ôi, nhìn cái giò heo này, cái màu sắc rất là bắt mắt các bạn ạ. Cái màu vàng này của bún riêu cua rất là đặc trưng luôn. Bên này là ốc. Đấy. Bạn Diễm ơi. Bạn Diễm có ăn tô đặc biệt hết không? Mình kêu hai tô đặc biệt nha. Phải kêu hai tô đặc biệt ăn hết thì không mình thích. Lúc nãy đi ngang bảo cô chắc là cô hơi khó tính này, nhưng mà cô cười một phát là tỏa nắng luôn. À, vậy hả cô? Rất là nhiều luôn á. Tại vì con á thì không có tìm hiểu nhiều, con đi ngang đây con thấy bắt mắt quá nên là con ghé luôn. Dạ. Không biết là cái viên này nó có cua không ta? Có cua trong đó đúng không cô? Gọi là cục riêu cua đó cô nhỉ. Đây, để xem cô lấy nè. Đó. Sao bình thường 28 nè. 28 là một nửa viên. Đúng rồi, nửa viên. Con là con ăn bún riêu rất là thích cái đầu hũ với lại cái da heo. Tí có da heo hết rồi. Dạ. Chắc là mọi người ăn da heo nhiều nên mới giờ này là hết rồi các bạn. Đấy. Thơm quá. Rất là thơm các bạn ạ. Mình sẽ đi lại bên này để quay cho bạn rõ hơn. Mình nhắc lại đây là đường Cách Mạng 8 nha. Đây, đứng bên này mới thấy được cô làm này. Đó. Mình thấy giá cũng rất là hợp lý các bạn ạ. Tô rẻ nhất là 28. Tô đặc biệt thì chỉ có 43 thôi. Đấy. Đây mình bán mang về đó đúng không cô? Mang về. Có trên các cái app giao hàng không cô? App nào cũng có. App nào cũng có luôn. Vậy là quá. Đây này. Grab Food là chắc chắn có rồi này. Bún riêu cua canh bún Ngọc Hường. Dạ. Đầy đủ hết. Nếu mà một viên thêm như vậy là bao nhiêu tiền cô? Cái cục riêu vậy nè. Là bao nhiêu cô? 30. 30 ngàn, dạ. Nhưng mà ai phải ăn
ăn mạnh lắm thì mới ăn hết được cái viên đó các bạn ạ. Viên to lắm mà nó nhiều chất ở trong đó, có cua có thịt này kia. Nếu mà ăn một viên như vậy là sẽ rất là ngán, thì mình ăn mình kêu nhiều món, vừa da vừa huyết vừa giò luôn, vừa sườn luôn. Đấy. Đấy. Này là đang làm mang về đấy các bạn. Bây giờ thì ví dụ như các bạn ngại ăn ở quán thì cứ gọi mang về hoặc là giao hàng thôi. Ở đây mình thấy ví dụ như đây có 2-3 người đang chờ mang về này. Chua. Chắc là cô phải tăng cái da heo đấy, chứ mới giờ này mà hết thì nhiều người muốn ăn không có. Nói vậy chứ cái da heo đôi khi là ngoài chợ cũng không có nha. Con đi một số tiệm bún riêu người ta bảo là hết da heo. À, nó giòn. Đấy. Cô này là một viên luôn này. 28.000. Tô này là 28 hả cô? Chất lượng quá. Cái nồi nước lèo rất là thơm các bạn ạ. Đây. Dầu giá nữa. Bún riêu cua và canh bún là mình làm bằng cái nước lèo này luôn hả cô? Dạ dạ. Không biết là các bạn đã ăn canh bún chưa, nhưng mà mình thấy là cái món canh bún thì lúc nào cũng có cái rau muống. Đây. Đây cô bỏ thêm kìa. Cô bỏ vào cho nó nóng rồi sau đó vớt ra. Cô cho ăn 2 tô đặc biệt nha cô, nhưng mà đợi một xíu nữa hãy làm. Mình đợi anh chị ăn xong kìa. Để ngồi gần cô các bạn thấy. Bán từ sáng đến chiều là có mình cô làm thôi hả cô? Cái khu vực này này. Hai viên. Ba đứa đứng rồi. À, ca này là ca của cô đây. Ca cô tối đông nhất là ca của cô. Cô có muốn mua trong nhà chứ ta? Ốc thêm luôn. Và ốc thêm nó là bao nhiêu vậy cô? 15.000. 15.000. Quá trời ốc luôn. Mình nghĩ là chắc là sẽ có nhiều bạn chưa biết cái món canh bún đâu. Thì có thể là mình sẽ gọi một tô bún riêu và một tô canh bún luôn. Để các bạn biết cái món canh bún. Đấy, cô làm kìa. Bạn Diễm ngồi đâu rồi? Chắc là mình qua cái bàn bên kia mình ngồi ăn luôn nhé các bạn. Hoặc là nếu như mà bạn nào mà thích ngồi bên trong á thì mình có thể vào phía bên trong nhà này, vừa có máy lạnh vừa có quạt luôn. Nhưng mà về mình thì lúc nào mình cũng thích ngồi ở ngoài vỉa hè các bạn ạ. Nó vui hơn. Đấy. Đây. Tô là 28.000. Tô này là 28 các bạn ạ. Xong có rau trụng nữa. Mình nhắc lại địa chỉ đây là 286 đường Cách Mạng tháng 8, phường 10 quận 3 nhé các bạn. 286 288 đúng không cô? Hai số luôn. Có cua chả đó đi. Đây. Tô cua chả luôn. Quá ngon luôn. Cô làm liên tay luôn các bạn ạ. Đây là canh bún đúng không cô? Canh bún. Đây canh bún này các bạn này. Đó. Lúc nào cũng có rau muống hết. Rồi. Tô này cũng 28 luôn hả cô? 28.000. Số 1 nè. Rồi còn ai nữa?
đông khách quá các bạn. Nhưng mà nhìn hấp dẫn nhất là cái tủ của cô đó. Nên là mình đi ngang qua cái đường này này, mình cứ đi ngang qua là mình chú ý liền nè. Thứ nhất là sáng, thứ hai là sạch, thứ ba là nhìn cái tủ cực kỳ bắt mắt luôn. Nhân ơi, lấy mũ tủ ra cho anh này con đó ơi. Nhiều người là hay thắc mắc là tại sao mình lấy rồi mình lại tráng vào đó cô. Mình làm hai lần nữa cô. Cho nó nóng luôn cô. Cho nó nóng luôn. Chắc luôn. Tức là cô bỏ nước lèo vào cái tô, sau đó cô lại đổ ra, cô lại múc vào lần nữa để cho nó nóng cái tô bún á. Giá cả ghi rất là rõ ràng. Và ở đây là các cái lựa chọn cho các món bún riêu. Bên này là canh bún. Thì tùy các bạn muốn ăn ốc, ăn móng, ăn cua, ăn chả gì đó thì các bạn cứ nhìn vào đây các bạn gọi. Rồi ở đây là các cái đồ dùng thêm như là đậu hũ, huyết, cua, sườn, ốc bưu. Rồi bên này là nước giải khát, có sâm rong biển, trà đá nước suối này, trà bung cúc này, rồi sữa bắp, sữa đậu nành, sữa hạt sen, sữa đậu xanh. Quá trời nước luôn các bạn ạ. Đấy. Ngoài bún này con thấy nhà cô còn bán rất là nhiều các loại nước giải khát nữa cô ạ. Là mình chuẩn bị hết rồi cô. Dạ. Đây. Đây là canh bún đây. 42-28 ngàn đây là cua chả nè. Quá chất lượng rồi các bạn. Đó 28 đó. Này bữa ở đâu rồi? Cua chả trong luôn con 2 tô. 2 tô rồi. Dạ 42 tô. Cô cho con một tô bún riêu và một tô canh bún nha cô. Tô đặc biệt hết. Với lại hai chai nước nữa. Sâm bông cúc rong biển với lại vậy là cho con trà tắc đi. Dạ. Này mình vừa đi ăn vừa đi uống luôn các bạn ạ. Giải khát luôn. Mà có sâm bông cúc thì uống nó mát hơn. Nhiều quá nấu không kìa. Dạ. Từ hôm giờ mình bán có bớt khách hơn so với trước không cô? Từ hôm dịch trước cô? À bớt rồi đó. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là mọi người gọi về nhà là nhiều. Cô cho con giò heo luôn nha cô. Giò heo với sườn luôn. Tô giò heo, tô sườn hay là... Đầy đủ luôn, trong hai tô đều như nhau hết. Vừa giò heo vừa sườn luôn. Rất là chất lượng các bạn ạ. Đây. Này để trong này nó nóng đó các bạn. Quá ngon luôn. Mình nhìn thấy là thấy thèm rồi các bạn ơi. Tô này là bao nhiêu đây cô? Tô này thêm phần sườn nữa 10.000 nữa. Là 53. Là tại vì mình kêu thêm sườn nữa các bạn. Đúng rồi, thêm sườn á. Ngon quá. Đặc biệt là cái mùi nước lèo khi mà cô chan vào cái tô bún các bạn. Cái mùi thơm nó bay lên mũi rất là quyến rũ luôn. Đây. Nhìn ngon như này là đông khách là đúng rồi cô ạ. Thưởng thức nó như thế nào. Dạ. Rồi hai tô cho anh này đơn, tô canh bún, đây. Tô bún riêu. Bên này là tô bún riêu này, còn bên này là tô canh bún này. Nếu mà nhìn mắt thường á, các bạn đôi khi nhận không ra đâu. Cái sự khác biệt nhất giữa hai tô này là cái gì cô? Cái bún lớn như này nó bún luộc. À, cái sợi bún nó lớn hơn và dùng rau muống luộc. Dạ. Đó là canh bún. Đấy. Còn bún riêu thì sử dụng cái sợi bún nhỏ và không có rau muống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lại bên kia mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức hai tô này nha. À, con cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ lại bên kia thưởng thức. Đây, địa chỉ được các bạn. Bún riêu cua canh bún Ngọc Hương. Số điện thoại kìa. Địa chỉ đây. 286 và 288 cách mạng tháng 8, phường 10 quận 3. Mình ngồi ở đây là vui nè các bạn ơi. Vừa có không khí đường phố Sài Gòn luôn. Bạn Diễm chụp hình nhà Úc fanpage à? Các bạn đã theo dõi fanpage chưa? Ngon quá hả? Bạn Diễm đoán xem một tô này bao nhiêu? 50 không? 53. Bạn Diễm ngồi qua đây đi. Để thấy đường phố Sài Gòn. Đường phố Sài Gòn hôm nay rất là đẹp các bạn. Đây là hai tô bún riêu và canh bún của mình nhé các bạn. Bạn Diễm thì ăn bún riêu. Rồi. Thật ra
phần là các bạn thông cảm nha. Đây, đầu tiên là mình sẽ cho vài sợi rau vô trước nha. Anh ăn rau luôn không em bỏ? Mình chỉ ăn rau bỏ trước. Đây, mình sẽ nặng một xíu tắc thôi nha. Mình có tắc vào một chén nước chấm có me với lại ớt đúng không anh chị? Cái chén này nè. Me và ớt, đây là mắm ruốc nha. Nếu ai không ăn được mắm ruốc thì sẽ ăn nước mắm nha. Diễm thì làm miền Tây nên là Diễm ăn mấy cái này. Cái này là mắm tôm đó bà Diễm. Bà Diễm gọi là mắm ruốc à? Ở dưới Diễm ăn cũng riêng hay dùng mắm ruốc nữa. Đó, mình sẽ cho một xíu riêu vô nữa này. Bún riêu là món khoái khẩu của bà Diễm đấy. Diễm nấu bún riêu ngon lắm á. Chính xác luôn. Ở nhà bà Diễm thì lâu lâu vẫn nấu bún riêu. Trong đợt dịch vừa rồi mình cũng nấu một nồi rất là ngon đó các bạn. Đây, thật ra nói 53 ngàn nhưng mà các bạn coi thịt rất là nhiều nè. Một khoanh giò heo nè. Vừa giò vừa sườn luôn. Đây, huyết nè, đó. Đầu tiên là mình sẽ nêm miếng nước nha. Xin mời tất cả các bạn nha. Mình pha một chén mắm tôm bên ngoài ấy, mình chấm các cái đồ giò, đồ thịt bên trong cũng được. Nhưng mà nếu như mình cho một xíu mắm tôm vào cái tô bún luôn thì nó sẽ thơm hơn. Cái đường này thì nó khá là ồn, tại vì đây là cái trục đường chính các bạn ạ. Nên là các bạn thông cảm được mình về cái âm thanh. Nhưng mà mình ngồi cái phía này thì các bạn quan sát được đường phố. Bây giờ bạn Diễm sẽ tiếp tục ăn, còn là mời tất cả các bạn cùng ăn tô canh bún của mình nha. Đó, rất là chất lượng luôn. Cảm ơn bạn Diễm nha. Nãy giờ bạn Diễm đã chia sẻ cảm nhận rồi. Bây giờ tới lượt mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức. Bây giờ mình trộn đều luôn nha các bạn. Đây là cái sợi bún to của tô canh bún này các bạn này, và có rau muống. Về cơ bản thì mình theo cảm nhận riêng của mình thì nó khá là giống bún riêu, tại vì vẫn dùng chung cái nồi nước lèo của bún riêu thôi. Nó khác nhau là chỉ rau muống nguyên cọng và cái bún này. Đúng rồi. Bắt tắc vào nha các bạn. Ngon quá. Có cả hạt tắc luôn. Mình bỏ vào một xíu mắm tôm. Bạn Diễm muốn ăn canh bún à? Đây, mắm tôm đây nha các bạn. Mình bỏ vào một xíu cho nó thơm nữa các bạn ạ. Tại vì cái nồi nước của bún riêu thì lúc nào nó cũng khá là đậm đà hơn so với các loại bún, loại hủ tiếu khác. Bỏ mắm tôm mà nó thơm quá bạn Diễm ạ. Dạ. Mình kêu 2 ly nước siêu to khổng lồ nữa. Mời các bạn nha, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái nước lèo trước xem nó như thế nào. Trời ơi, nước lèo ngon quá, đúng chuẩn là vị bún riêu đúng không ạ? Cái vị này là vị của nước lèo bún riêu canh bún đó, tại vì dùng chung một nồi các bạn, rất là thơm, ngon quá. Nó có cái vị ngọt nhẹ, thơm của cua, thơm của mắm tôm. Giờ mình sẽ ăn một miếng đậu hũ. Ngon quá. Phải dùng cái từ như bạn Diễm vừa nói, quá ngon đó bạn. Ăn các loại bún này á thì lúc nào mình cũng đánh giá cao nhất là về chất lượng nước lèo. Nước lèo nó ngon thì nó sẽ làm cho những cái phần khác nó ngon hơn. Mình cũng vô tình cho mình không biết quán này nhiều người quay. Quán này nổi tiếng các bạn ạ. Nhưng mà tại vì mình không để ý, hôm nay mình mới biết thôi. Thịt thường mình ăn ở
Ngon quá. Cái nước lèo rất là chất lượng luôn. Đây là một nửa của một cái viên rượu cua các bạn. Viên rượu cua rất là to luôn. Mình chấm xong mình cắn luôn nha các bạn. Rồi, mời các bạn nha. Quá chất lượng. Muốn chấm với mắm tôm thì cứ làm thêm một chén mắm tôm nữa nha. Đây huyết nè. Để xem mình xem là huyết có mềm có thơm không nha. Đây chỉ có một cái mình chưa. Cái huyết này thì nó cũng ngon nhưng mà chưa đặc biệt. Đó. Mình thích các cái huyết mà nó mềm bên trong này nó có các những cái khoang giống các bạn. Thì ăn cái huyết nó đàn hồi, nó ngon, nó thơm hơn. Nhưng mà như thế này cũng rất là chất lượng rồi. Huyết này người ta hay sử dụng á. Nước lèo ngon các bạn Diễm ha. Đây miếng sườn này, miếng sườn này là 10.000 nha các bạn. Ngon à. Thịt sườn rất là mềm và thơm. Đây này mình lấy tay rồi nha các bạn. Rồi. Tách này rất dễ luôn. Đây mình chấm nè. Rất dễ ăn luôn. Diễm ăn xong rồi. Mình mới ăn được nửa tô rồi bạn Diễm ăn xong rồi các bạn. Còn giò heo rồi bạn Diễm. Không ăn hết. Thực ra là đối với con gái ăn một tô như này là quá nhiều. Chỉ nên ăn một tô 28.000 thôi. Còn đây là tô đặc biệt, lại còn thêm sườn nữa. Chính xác. Hôm nay không có sâm bông cúc nhưng mà quán của cô thì có sâm bông cúc dòng biển nữa. Cái này là trà đào hả? Vị ok không bạn Diễm? Được, nhưng mà chị thích chua thêm xíu nữa. Thiếu chua, đây có tắc này, bạn Diễm vắt thêm vào này. Rồi, bây giờ mình tiếp tục thưởng thức cái tô canh bún của mình nha. Còn là miếng chả nữa các bạn ạ. Chất lượng quá. Chả rất là thơm luôn. Cái giò heo này quán hầm mềm các bạn ạ. Mình gắp vào là nó tơi luôn. Nó tơi ra hết. Mình thích giò heo như thế này các bạn ạ. Tại vì giò heo rất là khó gặp. Có một số nơi thì có thể là người ta hầm nó vừa chín tới thôi. Mình ăn nó hơi khó. Và nó còn rất là nhiều thịt bên trong mà mình cắn không được. Mình ăn cái phần bên trong này mới chất lượng các bạn này. Này bạn nào mà làm chén mắm tôm thì cực kỳ tuyệt vời. Đây mình chấm với nước chấm mè. Mời các bạn nha. Béo ngậy luôn. Cái da heo nó thơm. Quá đã. Một điều mà nãy giờ mình quên nói các bạn là cái sợi rau muống nè thì nó mềm hơn là cái rau muống mình hay luộc ở nhà một chút. Rau muống mình luộc ở nhà ăn cơm á thì nó hơi dai dai. Nhưng mà cái rau muống ăn món canh bún này thì nó lúc nào nó cũng chín mềm hơn, chín kỹ hơn. Đây, rượu cua đây. Cái thịt cục dưới cua này rất là thơm đúng không ạ? Hình như bên trong là có một xíu mắm đúng không bạn Diễm? Nó có một cái vị thơm. Thơm cua ấy. Thơm cua.
Tức là ngoài những vị thịt, vị cua thì mình còn nghe một cái vị thơm nhẹ nhẹ, nó hơi giống mùi mắm các bạn. Mời các bạn nha, mình ăn miếng này xong mình húp nước lèo luôn nè. Quá đã luôn. Mình ăn thêm hết cái miếng chả này nữa là mình dừng clip nha bạn, rất là no rồi. Chả này rất là chất lượng các bạn. Bình thường mình ăn một số nơi thì có vẻ như là nó hơi nhiều mỡ, người ta xay vào trong này thì ăn 2-3 miếng là ngán rồi. Vị chả này rất là thơm, vừa ăn. Vậy là mình vừa mới cùng với tất cả bạn thưởng thức xong một tô bún riêu và một tô canh bún rất là đặc biệt ở quán Ngọc Cường trên đường Cách Mạng Tháng 8 nha bạn. Bây giờ mình sẽ lại bên kia mình quay thêm một xíu nữa để các bạn xem. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều nãy giờ đã xem mình và bạn Diễm review. Thực sự rất là ngon đó các bạn ạ. Vô mình Diễm ơi. Các bạn nha. Siêu to khổng lồ luôn. Xe buýt đúng không ạ? Quá đã luôn. Cái vị chua này nó vừa phải này. Em thích chua. Vậy bạn Diễm thích chua thêm một xíu nữa đúng không? Tại vì mình cảm nhận được cái vị chát chát nhẹ trong này. Mình rất là thích, mình rất là thích cái vị này. Các bạn biết là để mình ngon quá. Cái quán bún riêu này thì tụi mình đã đi mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đi dọc cái con phố Sài Gòn để tìm cái quán này. Lựa quán cũng rất là kỹ. Nên là các bạn lại đừng thắc mắc là tại sao lại khen không. Tại vì bọn mình lựa quán rất là kỹ các bạn ạ. Chứ không phải là quán nào bọn mình cũng ghé vào quay. Ví dụ như bạn Diễm vừa nói đó, để tìm được một cái quán này thì mình đã đi mất khoảng 2 tiếng đi khắp Sài Gòn. Thì vô tình thì mình mới thấy ra cái quán này khi mà quay lại cái đường Cách Mạng 8. Mà trước khi sang đây là mình đã đi một vòng quận 4 rồi. Đúng rồi, đi một vòng quận 4 xong qua quận 1 xong mới qua đây. Mình nói là đôi khi là tụi mình ghé cái quán nào đó là cái duyên. Nên là hy vọng rằng là các bạn xem á, thứ nhất là giải trí, thứ hai là ủng hộ. Và nếu hy vọng mà có cái điều mà mình cũng muốn nhắn gửi là khi mà mình giới thiệu quán khi mà khách đông á thì mong là quán vẫn vui luôn, nhiều hơn chất lượng. Đó là cái điều rất là quan trọng. Quán này bán hơn 20 năm rồi bạn nhớ mà. Nên là mình đang nói chung thôi chứ quán này thì không nói. Quán này thì mình xin phép không dám nói. Quá ngon rồi. Nói chào bạn Diễm nha. Bây giờ mình lại bên kia mình quay thêm một xíu nữa. Bạn nào mà tới đây ăn thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn cái vị trí ngồi ngoài này, rất là vui luôn. Cảm giác như mình hòa nhập với thế giới bên ngoài. Mình thích một cái không gian mở hơn. Đấy. Đây là cái tủ của cô này. Quá ngon luôn. Cô vẫn đang miệt mài làm phía bên kia. Mình qua bên kia mình chào cô nhé các bạn. Đây. Rất là ngon cô ạ. Cái vị nước lèo đó cô, nó là chuẩn của cái món này luôn. Tức là có đôi khi nó hơi khác khác một chút ở những quán khác. Nhưng mà quán này là mình ăn rồi mình thích liền. Ăn rồi tự nhiên thấy thèm của ai à. Đúng rồi. Chắc là chị 80% khách quen rồi đó. Chính xác. Tức là ăn rồi sẽ muốn quay lại nữa. Mỗi ngày luôn. Ngoài bún riêu thì canh bún mình cứ đổi qua đổi lại, rồi mình lại còn có cả mì nữa đúng không cô? Có mì nữa thì mình cứ bỏ cái nước lèo này vào xong rồi, quá ngon luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đây, bây giờ thì mình cũng xin được phép kết thúc clip này đây nhé các bạn. Nếu như mà bạn nào thấy thèm thì có thể ghé qua quán này ở số 286 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3 nha. 286, 288 luôn đấy. Là cái nhà bên kia luôn đúng không cô? À, vậy là nhà chính là bên kia. Còn bên này là mới mở thêm. À. Chúc là quán cô là ngày càng mở rộng thêm nữa, có thể là thêm những chi nhánh ở quận khác nữa cô ạ. Đấy nha cô. Đấy. Là chỗ bên này là chỗ mới nha các bạn. Đây. Tới thì mình đi phía dưới bên này á là vòng xoay ngã 6 Dân Chủ. Thì cách đây khoảng 500 m thôi. Còn phía trên này này, các bạn đi lên phía trên này là công viên Lê Thị Riêng. Bạn nào mà tới đây ăn thì có thể là mình đi cái đường Cách Mạng 8 này rất dễ tìm thôi. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây.
cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.